Sáng nay trời cũng còn rất là lạnh các bạn. Cũng còn 20 21 độ F, là cũng 67 âm 67 âm 678 độ độ C đó. Nên trên xe mình giờ mình chuẩn bị ra để xe mình đi làm nè. Nó đóng mà tuyết ở trên, nó đóng đá mà giống như bông tuyết ở trên cái kính xe của mình coi nè. Quá trời luôn á. Bên ngoài rất lạnh luôn các bạn. Tuyết đóng nè, không phải là tuyết mà là đá các bạn, nó đóng đóng băng ở trên cái kính xe của mình. Lạnh quá, đang chuẩn bị đi làm các bạn, lạnh nè, phải đeo bao tay, chùm mặt chùm mày, lạnh quá. Chào buổi sáng mọi người nha, chúc mọi người buổi sáng an lành và hạnh phúc. Đây bạn, nhiệt độ ở bên ngoài đang 28 độ F nè, là âm cũng khoảng 4-5 độ C gì đó. Mình đang trên xe chuẩn bị đi làm các bạn. Trên mình mở xe lên là xe nó báo nè các bạn. Ở trên đường có thể là có ai nè, có đóng tuyết, đóng băng ở trên đường nè, cho nên lái xe phải cẩn thận nè các bạn. Xe nó báo mình đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi làm nè. Chào buổi sáng mọi người nha. Mình đang lái xe chuẩn bị đi làm các bạn. Lái xe rất là chậm luôn các bạn. Có 45-50 mai trên mệt giờ thôi. Bởi vì cái thời tiết vẫn còn rất là lạnh. Ở trên đường á, thì có khu có chỗ nó có thể đóng băng, rồi hoặc ở trên cầu, đa phần ở trên cầu thường là đóng băng các bạn. Nước nó động á, sương xuống nó động cái nó nóng thành băng á, cho nên xe mình nó báo là trên đường có thể là có băng, cho nên phải lái cẩn thận các bạn. Trong xe cũng rất là lạnh các bạn, cho nên mình phải bật máy hết lên nè, bật máy hết ở trên xe của mình, ở trên ghế nè, rồi ở dưới dưới mông của mình cũng bật để sưởi ấm luôn các bạn.